小麻烦，快让奶爸陪你玩，你的未来交给我承担。当亲妈，当保安，做一个快乐暖男，当时为你而勇敢。打不跑就不干，发型造型都不管，摇滚必须摇到你喜欢。姐夫来姐三满，为你把钱赚，想车美女靠边站。哎呀呀呀，奶爸军团唱一个月弯弯，哎呀呀呀，你的成长有我不孤单。哎呀呀呀，奶爸军团组成一把伞，盛开就是一片天蓝蓝。哎呀呀呀，奶爸军团唱一个星星闪，哎呀呀呀，这个画面太美不敢看。哎呀呀呀，奶爸军团组成一条船，开向那一片海蓝蓝。mày là ai? Muốn chết phải không? Đi thôi. Mày cứ chờ đó. Cô sao rồi? Sao lại là anh vậy? Nơi này nguy hiểm như vậy. Sau này cô bớt uống rượu đi. Anh mặc kệ tôi. Tôi muốn uống bao nhiêu thì uống. Tôi xin cậu đó, cậu giúp tôi đi. Hôm nay nó không thể không ngủ được. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Anh nhìn xem, anh nhìn xem. Tôi phải dùng nước giặt để rửa tay đó. Hỏng hết cả da tay. Tôi biết là làm khó cho cậu. Nhưng ai bảo cậu đẹp trai như vậy, dốc dáng cường tráng như vậy. Đôi đôi chỉ thích mình cậu mà thôi. Tôi cũng hết cách rồi. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ miễn cưỡng mà thử xem. Nào nào, dỗ nó ngủ đi. Dỗ nó ngủ đi. Nào nào, Đô Đô ngủ nha. Đô Đô ngoan lắm. Nào nào, Đô Đô ngoan, ngồi yên nha. Đô Đô ngoan. Đô Đô ngoan là một đứa trẻ hạnh phúc được ba mẹ thương yêu. Ba mẹ đều yêu con mà. Nào, ba mẹ đều thơm một cái nha. Thơm nha. Phòng của tôi ở đâu? Từ đây đi vào, rẽ phải rồi rẽ trái.
Ai vậy? Chắc là khách thuê nhà mới tới. Cô gái đó là ai? Để tôi đi tìm hiểu xem. Tôi cũng đi. Dodo còn có mẹ ở cùng. Dodo giao cho anh đó. Nè, nào nào. Mẹ ơi. Chào, cậu là Vu Bác phải không? Tôi là chủ nhà. Tôi còn tưởng rằng trước khi cậu đến sẽ gọi điện cho tôi. Cậu ở một mình hay hai mình vậy? Một mình. Tôi không đi kỳ thị sự lựa chọn của các anh, nhưng cũng xin anh đừng có tò mò đời tư của tôi. Tuy chúng ta ở cùng một nhà, nhưng tôi hy vọng anh tôn trọng đời tư của tôi. Còn một việc nữa, tôi không thích trẻ con. Xin anh đừng để nó làm phiền đến tôi. Không kỳ thị sự lựa chọn gì của mình, làm sao mình có thể khiến Dodo yên tĩnh hơn nhỉ? Ơi, cứu tôi với. Tổ tông của tôi ơi, đừng có khóc nữa. Có thể để cho người khác ngủ không chứ? Cao Hàn, tôi hận anh. Đông Dương, cậu thấy quyển sổ điện thoại của tôi ở đâu không? Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi. Cậu làm gì vậy? Cao Hàn. Tôi hận anh. Thằng nhóc đó hành hạ tôi suốt một đêm không ngủ. Tôi đã làm gì thế này? Tôi bị xấu đi thì sao? Kiểu tóc hiện nay của cậu rất là đẹp, rất là sáng tạo. Thật sao? Thật hả? Cảm ơn. Cuối cùng thì tôi đã tìm được cuốn sổ điện thoại của em gái Linh Linh. Vì thằng nhóc hả? Không phải chứ, Cao Hàn. Anh tìm cô ta có tác dụng gì? Cô ta có thể nuôi con thay anh không? Tôi muốn biết sau khi Linh Linh qua đời đã xảy ra chuyện gì. Dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng không thoát khỏi trách nhiệm này. Ai bảo lúc đó anh không kiềm chế được bản thân chứ? Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, tắt máy hả? Tối qua cô uống nhiều quá.
Trời ạ, suýt nữa thì đúng vậy. Tác phong của con gái hiện nay thật là có điều dốc dáng, đúng là rất tuyệt. Nếu thần tượng của tôi mà được bằng một nửa cô ấy thì lỡ mồm. Nữ thần Tâm Như, xin tha thứ cho anh nói năng không suy nghĩ. Vừa rồi anh nói kiểu tóc của tôi thế nào? Có phải là... Phải, rất là tuyệt. Cậu cứ để vậy nha. Đi. Cao Hàng, tôi hận anh. Mất mặt quá đi. Vũ em, Đô Đô tìm cậu. Hai người muốn gì? Lúc không khóc thì rất đáng yêu, nhưng hễ khóc lên thì quá đáng sợ. Anh nói xem làm thế nào mà nó đồng thời là thiên thần và ác quỷ được nhỉ? Điểm này chú mãi mãi không thể hiểu được. Nó khiến tôi nhớ lại lúc Tiếu Tiếu còn nhỏ. Anh làm gì? Anh sẽ thật sự không muốn giữ đứa trẻ này lại chứ? Vậy tôi có thể làm gì? Chú lại muốn làm gì chứ? Gọi điện cho dì nó. Gọi ngay lập tức. Đúng, thử lại lần nữa. Hai người vội vàng đuổi con đi như vậy sao? Đi xem sao. Xin hỏi anh là Ung Thủ Tài ư? Ung Đông Dương. Tôi là Ung Đông Dương, có việc gì? Thì ra chú tên là Ung Thủ Tài. Của anh nè. Được rồi, tôi nói cho anh biết nhé. Bây giờ ở đây chỉ có Uông Đông Dương, hiểu không? Là người giao hàng. Sao vẫn không nghe ta? Alo. Alo, xin chào, ai gọi vậy? Chào cô, tôi là Cao Hàng. Cao Hàng, tôi là bạn học của Tiểu Linh. Có thể cô chưa gặp tôi, nhưng tôi muốn tìm cô để bàn về chuyện của Đô Đô. Nếu cô thấy tiện thì 30 phút sau gặp nhau ở quán cà phê Bến Phà Nguyệt Quang được không? Là gì ư? Được, lát nữa gặp. Đông Dương, tôi tìm em gái của Tiểu Linh rồi. Tôi ra ngoài một lát nha. Lại để con ở nhà một mình với ông chú kỳ lạ rồi. Cao Hàng, chị, ăn chút hoa quả đi. Em ăn đi, ăn một miếng đi, ngọt lắm. Album ảnh này chị đã xem không biết bao nhiêu lần rồi. Có gì đáng xem đâu. Nè, ăn hoa quả đi, để em xem nào. Người này là ai vậy? Nhìn ngốc quá. Chị nhìn nè. Ngốc sao? Đây là lớp trưởng của bọn chị, Cao Hàng. Chị thấy rất tốt mà, Cao Hàng. Là anh ta. Đô Đô sao lại ở chỗ của anh ta? Bác Tài ơi, cho tới Bến Phà Nguyệt Quang. Tôi đã đến rồi, cô ở đâu vậy? Tôi ở ngay cửa. Ngay cửa là ở bên ngoài sao? Đúng, tôi đang ở bên ngoài. Cô mặc quần áo thế nào? Quần áo màu đen. Thật ra là cô, là anh. Vậy sáng nay được rồi, chúng ta nói chuyện của Đô Đô trước đã. Làm sao anh lại biết Đô Đô?
Đô Đô hiện đang ở nhà tôi, là người nhà bà nội nó đưa tới. Nhà họ Ngô sao lại đưa Đô Đô tới chỗ của anh? Họ nghi ngờ tôi là ba của Đô Đô. Đô Đô là con của anh với chị tôi. Phải, vô liêm sỉ. Mau dẫn tôi đi gặp Đô Đô. Tôi vẫn chưa nói xong mà. Ông chú xấu xa, cháu đói rồi. Cháu muốn uống sữa. Rốt cuộc chú muốn làm gì? Cháu chỉ đói thôi mà, đừng có dọa cháu. Đáng sợ quá. Đây là quái vật gì vậy? Đô Đô, tập thể dục xong, giờ là lúc bổ sung protein. Cháu ăn được không? Vậy là ý gì? Cháu cũng muốn ăn à? Không được, cái này đắt lắm, không hợp với cháu. Chú là đồ lừa đảo. Nhìn xem, nhìn xem, có thơm không? Chú đạm quay đây. Chú đừng có đi, cháu muốn đi tè. Ôi trời ơi, không phải cháu cố tình đâu. Đạm quay của mình hơn 2.000 tệ đó. Đạm quay của mình. Yên tâm, chúng tôi chăm sóc Đô Đô đó. Đô Đô, dì ơi, cứu cháu. Các người làm gì vậy? Anh làm gì thế? Đô Đô, Đạm quay, sao có người có thể đối xử với Đô Đô như vậy? Sao có thể trói nó lại chứ? Tôi trói nó lại mà còn như vậy đó. Nếu thả ra thì tôi chết chắc rồi. Các người, các người cho Đô Đô xem thứ này hả? Đông Dương, có thể xem lúc không có trẻ con không? Không có thì ai thèm xem cái này chứ. Các người thật quá đáng. Hiểu nhầm, chắc chắn là hiểu nhầm. Tôi mặc kệ anh có phải là ba đẻ của nó hay không. Có điều tôi phải đi kiện các người vì ngược đãi trẻ em. Không không, chuyện này nhất định có sự cố mà thôi. Sao cứ khóc mãi vậy? Có phải nó tè rồi không? Tè cái gì chứ? Chẳng phải vừa tè xong mà. Có lẽ là đói rồi, đói rồi. Đói rồi ư? Đi pha sữa đi. Được được, Đông Dương, còn mau giúp tôi pha sữa đi. Sữa bột uống hết rồi. Uống hết rồi, thì mua. Mau đi mua đi. Mua, đi mua ngay đây. Đông Dương, cậu mau giúp tôi đi mua sữa bột. Tôi không đi, cậu có thể đừng làm cái đó nữa được không? Tôi đền. Vậy tôi cũng không đi. Hai lọ. Đi nào. Được rồi, đi mua ngay đây, đi mua ngay đây. Uông Đông Dương, Uông Đông Dương, cậu nhanh lên một chút được không? Vẫn chưa nhìn đủ hả? Nhanh lên. Sao mà nhiều thế này hả trời? Nhiều sữa bột thế này, mua loại nào đây? Làm sao mà tôi biết được? Tôi đang xem nè. Nhiều loại quá đi mất. Cao Hàng, không phải anh có Tiếu Tiếu rồi sao? Hồi nhỏ Tiếu Tiếu uống loại sữa bột gì? Anh cho Đô Đô uống loại đó là được rồi mà. Đúng rồi, để tôi lên mạng tìm xem. Đúng rồi, tìm xem nào. Đây là sữa bột 3 giai đoạn, tỷ lệ axit béo, axit linoleic, protein và các chất dinh dưỡng khác phù hợp với đứa bé đó. Ôi trời ơi, không phải cậu ta không thích trẻ con sao? Đô Đô, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc nữa. Mua được rồi, pha ngay đây, pha ngay đây. Đừng khóc, lát nữa có sữa để uống rồi. Được rồi, được rồi mà. Đừng khóc, đừng khóc. Đừng khóc mà. Ta hận cháu. Anh trói trẻ con, tôi vẫn chưa thèm nói đâu.
Tôi vẫn chưa tìm anh tính sổ đâu. Được rồi, Đô đừng khóc nữa. Sửa được rồi, sửa được rồi. Nào Đô, tới đây nào. Được rồi. Bé nào, bé nào. Đừng khóc, đừng khóc. Uống sữa nào. Uống sữa nào, uống sữa nào. Uống sữa nào, uống sữa nào. Uống sữa nào. Cho ăn thế nào. Để chị. Nào, uống thêm chút nữa. Uống thêm chút nữa nha. Uống thêm một ngụm nữa. Ây vô, thanh niên bây giờ đến trẻ con cũng không biết cho ăn. Tới đây nào. Ra bà nội nha. Ra bà nội nha. Bảo bối, ra đây bà cho ăn ha. Bảo bối, các anh giúp tôi trông Đô. Lát nữa tôi sẽ quay lại. Được. Ngoan nha, ngoan nha. Ăn no rồi, đừng có khóc nữa. Đừng có nghịch. Vừa mới nín khóc xong. Nhóc ăn no rồi, nhưng chú chưa được ăn. Vua bác về rồi. Vừa rồi, cảm ơn cậu nha. Đúng rồi vua bác, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Làm sao cậu quen Sang Sang vậy? Liên quan gì đến anh? Không có, tôi chỉ muốn nói với cậu. Thì ra cô ấy là dì của Đô. Nửa năm trước, nhà cô ấy xảy ra chuyện. Người nhà đều mất hết. Cậu... Vẫn là ba thương mình nhất. Ông nhìn ông xem, dứt đồ đi cũng không dứt hết. Trong khe giường chẳng phải vẫn còn sao? Khe giường, tôi nhớ là đã dọn dẹp hết rồi mà. Vậy đây là cái gì? Sang Sang tới rồi sao? Đô đâu? Đô đến nhà cụ nó rồi. Được lắm. Vậy bà bảo cụ nó mang Đô về đây cho tôi. Quan Sang Sang, cô dựa vào cái gì mà sai bảo tôi? Đây là nhà họ Ngô, không phải nhà họ Quan của cô. Cô còn gây rối nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Bà báo cảnh sát đi. Tôi lại muốn cảnh sát xem nhà họ Ngô các người rốt cuộc đã làm nên chuyện gì. Sang Sang, cháu nghe ta nói. Đừng phí lời với cô ta. Đúng vậy, tôi đưa Đô cho người khác rồi. Làm sao? Chị gái cô làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Tôi làm như vậy đủ tử tế với cô ta rồi. Nếu đổi lại là người khác, còn tìm ba đẻ của Đô hay không? Sớm đã đưa nó tới cô nhi viện rồi. Làm sao bà biết Cao Hằng là ba đẻ của thằng bé chứ? Cô tự mình nhìn đi. Thì ra Quang Linh Linh lúc gả vào nhà tôi, trong lòng vẫn luôn có người đàn ông khác. Đúng là đồ lừa đảo mà. Không biết xấu hổ. Chị gái cô làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Tôi làm như vậy là đủ tử tế với cô ta rồi. Những tấm ảnh này tôi xem bao nhiêu lần thấy buồn nôn lần đó. Không thể nào. Chị mình không phải loại người này. Tài diễn kịch của chị cô đúng là quá giỏi. Không phải đâu. Chị nói em biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Chị nói cho em biết đây không phải là sự thật đi. Giờ này rồi, vẫn chưa quay lại. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Không phải chứ, cô ấy đã là người lớn rồi. Có thể xảy ra chuyện gì chứ, phải không? Vô bác, tôi muốn hỏi một chút. Sang Sang, không quen. Không quen? Vậy tối qua không phải cô ấy? Hôm qua là cô ấy uống say. Tôi chỉ tình cờ đi qua. Nếu anh muốn tìm cô ấy, có thể đến chỗ mấy quán rượu tìm xem. Cảm ơn. Thank you.
Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Tìm ai vậy? Xin lỗi, xin lỗi. Chào anh. Xin lỗi. Cuối cùng đã tìm được cô rồi. Sang Sang. Sang Sang. Tìm cô suốt một buổi tối. Sao uống tới mức này vậy? Sang Sang. Sang Sang là tôi. Sao cô uống nhiều rượu vậy? Còn có ai quan tâm tới tôi nữa? Không sao. Không sao rồi. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Uống rượu. Uống rượu đi. Đừng uống nữa. Đừng uống nữa. Tôi đưa cô về nhà. Tôi muốn uống rượu. Đừng có uống nữa mà. Không về nhà. Tôi làm gì có nhà chứ. Đâu có giống như anh. Lại có thêm một người thân. Uống rượu. Uống rượu. Uống rượu với tôi. Uống rượu với tôi. Cẩn thận đó, từ từ thôi. Đừng uống nhiều quá. Được rồi. Chúc tôi sinh nhật vui vẻ đi. Chúc anh năm mới vui vẻ, ngày càng đẹp trai. Cạn ly. Được rồi, cạn ly. Cẩn thận. Nào nào, đưa cho tôi. Đưa đây. Sinh nhật tôi. Anh hát đi. Tôi không biết hát đâu. Hôm nay là sinh nhật tôi. Anh hát cho tôi nghe đi. Hát đi. Được rồi, tôi hát, tôi hát. Nào nào, mic. Đưa tôi mic. Mic ở đây nè. Hát đi, chọn bài đi. À, được rồi, được rồi. Hát cho tôi bài chúc mừng sinh nhật. Do ai làm? Làm gì thế này? Sao lại đổi vị trí của mình? Khăn rửa mặt của mình sao lại ở cùng chỗ với khăn lau chân? Vù bác. Nhất định là do cậu làm. Từ khi cậu tới đây, cuộc sống của tôi hoàn toàn bị cậu đảo lộn. Hoàn hảo. Muốn có một mái nhà, một nơi không cần quá lớn. Chậm thôi, cô sống ở đâu? Tôi đưa cô về. Tôi sẽ tìm thấy nhà. Cẩn thận đó. Cẩn thận. Ở đây. Ở đây không được. Nào, cô sống ở đâu? Tôi đưa cô về. Anh mặc kệ tôi, để tôi chết đi cho xong. Sang Sang à,
Tôi biết trong lòng cô vô cùng khó chịu, nhưng mà cô phải sống tiếp chứ. Cô nhất định phải phấn chấn lên. Phấn chấn lên. Anh hiểu cái gì gọi là phấn chấn lên chứ? Trước kia tôi có một gia đình hoàn hảo như vậy, nhưng giờ chẳng còn gì nữa. Họ chẳng còn ai nữa, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi dùng thời gian nửa năm muốn quên hết những đau khổ đó, nhưng mà tôi không thể nào quên được khoảng thời gian trước đó. Tôi nói cô nghe, vợ cũ của tôi đưa con gái sang Mỹ rồi. Sau khi con bé đi, tôi vô cùng nhớ nó. Ngày nào tôi cũng ngây ngốc ngồi ngắm ảnh của nó. Vào lúc đó tôi rất muốn uống rượu, rất muốn uống say, nhưng mà tôi không làm được. Tôi không thể uống, bởi vì tôi không muốn con gái mình biết rằng sau khi nó đi thì ba nó biến thành như vậy. Tôi tin rằng người nhà của cô cũng không hy vọng nhìn thấy cô biến thành như thế này. Sang Sang à, trên đời này không phải chỉ có một mình cô, còn có Đô Đô mà. Đô Đô, chị cô đã dùng tính mạng để bảo vệ Đô Đô. Nếu cô muốn Linh Linh ở thế giới khác không còn gì vương vấn, thì cô nên chăm sóc tốt cho bản thân của mình, giúp cô ấy chăm sóc Đô Đô thật tốt nữa. Đô Đô, đừng tưởng Đô Đô còn nhỏ, cái gì nó cũng biết đó. Chiều nay lúc cô đi, nó cứ buồn bã không vui, không hề cười lần nào. Hãy phấn chấn lên, giúp chị cô chăm sóc tốt bản thân mình, chăm sóc tốt Đô Đô được không? Tôi có thể chăm sóc tốt cho Đô Đô không? Có thể chứ, sao lại không? Nhất định có thể, nhất định có thể mà. Cô có thể mà, không sao đâu. Tôi có thể chăm sóc tốt cho Đô Đô không? Không sao, cô nhất định có thể. Cao Hằng, sao lại là anh? Tôi sống ở đây mà, sao lại không phải là tôi? Không, không phải, tôi không có ý đó. Sao anh dậy sớm vậy? Đúng rồi, hôm nay phiền cậu giúp tôi trông Đô Đô nha. Lại là tôi trông sao? Anh quên hôm nay là ngày gì hả? Hôm nay là thứ ba, tôi đi xem mắt. Tuần nào cậu cũng đi xem mắt, không thiếu ngày nào. Hôm nay tôi có việc ở xưởng, nhờ cậu đó. Không phải, lấy nhầm kem đánh răng rồi. Cao Hằng, chuyện đó, Đô Đô, tôi có thể trông, không thành vấn đề. Kem đánh răng này của cậu cay quá. Cao Hằng, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Sự cố thôi. Đây là sự cố mà thôi. Anh Cao, cuối cùng anh đã quay lại rồi. Anh bị... không sao đâu, sẽ khỏi thôi. Không sao. Theo tôi thấy, phụ nữ chính là rắc rối. Cái ông Tiền Trung Thư từng nói, hôn nhân giống như tòa thành bị bao vây. Người ở bên ngoài thì muốn vào, người ở bên trong thì lại muốn ra. Chúc mừng cậu đã được ra ngoài rồi. Có phải lời của tôi đã nói trúng tâm trạng của cậu không? Thật ra loại chuyện này nghĩ thông rồi sẽ ổn thôi, chẳng có chuyện gì ghê gớm cả. Anh Cao nè, tôi nói anh nghe, cách tốt nhất để quên một người chính là không ngừng làm việc.
Thế này nha, lát nữa tôi phải xin nghỉ, cùng vợ tôi đến lớp dạy chăm trẻ. Anh giúp tôi làm nốt công việc còn lại nha. Anh đừng cảm động, vẫn là tôi đối xử với anh tốt nhất đúng không? Chỗ nào có lớp dạy chăm trẻ vậy? Anh lên mạng tìm xem, chỗ nào cũng có. Không phải con gái anh ra nước ngoài rồi sao? Anh hỏi chuyện này làm gì? Hỏi giúp bạn thôi. Không sao không sao, cuộc sống sẽ tốt lên thôi. Không sao đâu. Khiến anh cao tuổi thân rồi. Anh Triệu à, nào, uống chén trà cho bớt xúc động, tất cả rồi sẽ tốt lên thôi. Anh Cao à, đừng buồn quá nha. Đã hỏi thăm rồi, loại linh kiện này đã ngừng sản xuất rồi. Đồ cũ của nước ngoài thì sao? Đều không có. Tôi bảo nè, anh không thể dùng loại mới để thay thế sao? Hiệu quả cũng như nhau, không được. Thiên vương che địa hổ. Anh là chuột bạch nhỏ. Chính là tôi. Chào cô, tôi chính là Uông Đông Dương. Chào anh. Đây là cháu, là đây là con của bạn tôi. Hôm nay anh ấy có chuyện đột xuất, không còn cách nào khác, tôi đưa nó theo. Cô không ngại chứ? Em bé đáng yêu quá. Anh còn biết trông trẻ con nữa. Thật ra chú ấy không biết đâu. Trước kia cô không biết. Con người tôi ấy hả? Thật ra tràn đầy tình yêu thương, đặc biệt là rất yêu thích trẻ con. Cô không biết, con cái của các bạn tôi trông thấy tôi còn thân thiết hơn cả ba ruột của chúng. Thật sao? Từ nhỏ tôi đã rất thích trẻ con. Sau này tôi hy vọng có thể cùng người mà mình yêu sinh dài đứa con. Được rồi, không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây. Đi đi. Thời buổi này đàn ông có tình yêu thương như anh thật sự không nhiều đâu. Thật ra tôi rất là không thích đi xem mắt, bởi những người gặp mặt đều rất không đáng tin. Nhưng lần này gặp anh, tôi cảm thấy tới xem mắt là chính xác. Đúng vậy, thật ra cô không biết đó. Trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy. Lúc đầu tôi cảm thấy chuyện xem mắt này căn bản không liên quan gì đến tôi. Nhưng hôm nay tới rồi tôi mới phát hiện, qua lần xem mắt này tôi gặp được một người vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, lại hiểu lòng như cô, lại có cùng rất nhiều sở thích với tôi. Tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Sau này thật ra chúng ta cũng có thể sinh một em bé như thế này, có phải không bé yêu? Nào Đô Đô, Đô Đô, Đô Đô ngoan. Bố bác, người ở trước mặt cô, thật ra anh ta không thích phụ nữ. Cô cẩn thận bị anh ta lừa đó. Anh Uông, thật ra tôi không hề kỳ thị kiểu người như anh, nhưng anh lừa tôi thì anh không đúng rồi. Tôi lừa cô. Tôi lừa cô cái gì? Tôi hy vọng anh có thể sống tốt cùng người đó, nuôi dưỡng em bé trưởng thành. Chúc hai người hạnh phúc. Tôi, Vù Bác, chú thấy chưa? Hỏng việc rồi đó. Vù Bác, đừng có kích động ông chú kỳ lạ. Vù Bác. Chị Tiểu Hồng, em nói chị biết, có tin tức của anh chuột rồi. Thật sao? Ở đâu? Đi mòn gót giày không chỗ trốn.
Bắt được chẳng hề phí thời gian. Tôi xem anh chạy đi đâu.